cảnh cận chiến khốc liệt bên trong pháo đài Bakhmut. Truyền thông Đức đăng tải đoạn video ghi lại cảnh chiến đấu khốc liệt giữa Nga và Ukraine ở Bakhmut ở khoảng cách rất gần, chỉ cách nhau vài trăm mét. Các nhà báo của kênh Jackmang TV đăng tải việc ghi lại đoạn video các trận giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine tại điểm nóng Bakhmut, Donbass, mặt trận miền đông Ukraine. Đoạn video được ghi hình từ máy bay không người lái cho thấy trận đối đầu giữa lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner và quân đội Ukraine. Nga hiện siết gọng kìm quanh thành phố chiến lược trong khi Bakhmut trong đoạn video gần như bị tàn phá dữ dội với các trận giao tranh. Trong đoạn video này, lực lượng Wagner và phía Ukraine đối đầu chỉ ở khoảng cách vài trăm mét, cho thấy vùng xám trong cuộc giao tranh giữa hai bên tương đối nhỏ và các trận chiến thực sự đang diễn ra trên cùng một con phố. Trong đoạn video, các bên đã dùng súng cối và súng phóng lựu tự động nã về phía nhau. Ngoài ra, hai bên cũng điều động xe tăng và thiết giáp tham gia hoạt động chiến đấu. Bakhmut là một thành phố nhỏ ở tỉnh Nhách, miền đông Ukraine. Đây hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất giữa Nga và Ukraine. Với Nga, kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép Nga mở rộng tiến công vào các thành phố lân cận ở Donetsk vẫn do Ukraine kiểm soát. Ngoài ra, Nga cũng lấy lại tinh thần sau hàng loạt bước lùi kể từ mùa hè năm ngoái. Về phía Ukraine, giới chức nước này nói rằng Bakhmut có rất ít giá trị chiến lược, nhưng để mất Bakhmut có thể sẽ ảnh hưởng đến nguyện khí của lực lượng trước kế hoạch phản công sắp tới. Theo giới tình báo phương Tây, cả Nga và Ukraine đang hướng tổn thất lớn ở mặt trận khốc liệt này ông Alexander Rodniansky, một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đầu tuần này cho biết lực lượng của Ukraine ở Bakhmut có thể cân nhắc rút lui được chiến lược nếu cái giá để giữ lại thành phố này lớn hơn lợi ích. Quan chức Nga tuyên bố tóm được lính đánh thuê Ba Lan lẫn xe tăng Leopard đầu tiên của Ukraine. Chiếc xe tăng Leopard đầu tiên của Ukraine do lính đánh thuê Ba Lan điều khiển đã bị quân đội Nga bắt giữ. Một quan chức Nga tuyên bố Bulgarian Military trích dẫn. Thông tin trên được ông Alexander Muratov, một quan chức cấp cao ở tỉnh Donetsk được Nga hậu thuẫn. Theo ông Muratov, chiếc xe tăng Leopard của Ukraine do lính đánh thuê Ba Lan điều khiển đã bị bắt giữ tại khu vực thuộc thành phố Bakhmut. Chiếc xe tăng Leopard bị tóm vào ngày 1 tháng 3. Trước đó cùng ngày, một quan chức đô nhất được Nga hậu thuẫn khác là ông Jan Gagin đã thông báo rằng xe Leopard do Đức sản xuất được phương Tây viện trợ do Ukraine đã được phát hiện ở khu vực Bakhmut. Ông Gagin là cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân đô nhất tự xưng Denis Pushilin. Theo trang Bulgarian Military, Ngày 24 tháng 2, Ba Lan đã giao 4 chiếc xe tăng Leopard đầu tiên cho Ukraine. Tuy nhiên, họ không thể xác nhận được tính xác thực của những tuyên bố trên. Ngoài ra các quan chức Nga cũng không đưa ra thêm bằng chứng cho thấy xe tăng Leopard bị bắt giữ ở Ukraine. Nếu thực sự bắt giữ được chiếc được chiếc xe tăng tối tân do Đức sản xuất, binh lính Nga chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh bên cạnh Leopard với lá cờ Nga trên tháp pháo, Bulgarian Military bình luận. Bộ Quốc phòng Nga cũng không đề cập đến việc bắt giữ xe tăng Leopard trong bản tóm tắt chiến sự hàng ngày vào ngày 1 tháng 3. Trước đó, Nga cũng nhiều lần tuyên bố phá hủy hệ thống HIMARS của Ukraine nhưng không hề cung cấp bằng chứng là ảnh hoặc video. Hiện tại, giao tranh ác liệt giữa quân đội Ukraine và Nga đang diễn ra ở khu vực Bakhmut. Ukraine hiện đang đứng trước lựa chọn là liệu có gửi thêm hàng nghìn quân tới Bakhmut hay rút quân để bảo toàn mạng sống cho các binh sĩ. Nhóm trinh sát cơ động Nga tiếp cận, phá hủy căn cứ quân sự Ukraine. Video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho thấy một nhóm trinh sát cơ động Nga tiếp cận một căn cứ quân sự của Ukraine ở vùng Donbass, sau khi nắm được vị trí và các phương tiện chiến đấu của đối phương, nhóm trinh sát Nga liên tiếp bắn tên lửa chống tăng có điều khiển Fagot và súng phóng lựu tự động AGS-17 Plasmia vào căn cứ quân sự của Ukraine. Không có thương vong về người được báo cáo trong vụ tấn công trên. Kết cục nào cho cuộc chiến ở Ukraine? Vào dịp một năm ngày bùng phát cuộc chiến ở Ukraine giữa Nga và Ukraine, câu trả lời cho câu hỏi đến khi nào thì cuộc chiến này mới kết thúc vẫn chưa có được. Điều có thể chắc chắn được nhất là cuộc chiến sẽ vẫn còn tiếp diễn, vẫn còn khốc liệt ở Ukraine, giữa Nga và Ukraine. Đồng thời căng thẳng và đối kháng vẫn không quan nhượng ở bên ngoài Ukraine, giữa Nga với Mỹ, EU, NATO và đồng minh. Vào đúng dịp dấu mốc này, có bốn diễn biến có tác động rất quyết định tới kết cục của cả hai mối xung khắc trên. Ở Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lần thứ 6 về Ukraine. Nhìn lại tất cả 6 nghị quyết ấy, Nội bộ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không thống nhất về Nga và về cuộc chiến ở Ukraine. Đa số thành viên lên án Nga theo cách chung chung, nhưng chỉ có khoảng nửa số thành viên tán đồng một số nội dung cụ thể mà phe Mỹ, EU và đồng minh muốn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua. Cục diện này gần như không có gì thay đổi trong suốt một năm qua. Từ đó có thể thấy Liên Hợp Quốc dẫu rồi đây có thông qua nhiều ít nghị quyết mới đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng đáng kể gì tới toàn tính của Nga về Ukraine và phe Mỹ, EU cùng đồng minh cũng không thể dùng được Liên Hợp Quốc để buộc Nga chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Diễn biến thứ hai và thứ ba là những phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Ukraine và Ba Lan, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin trình bày thông điệp lần thứ 18 về tình hình nước Nga. Cả hai đều sử dụng ngôn từ to tát và năng lực khủng biện, thể hiện quan điểm và đánh giá khác nhau nhưng lại giống nhau ở một điểm, là bên nào cũng muốn thắng ở Ukraine và sẽ chỉ dừng chiến Nga và dừng giúp Ukraine tiếp chiến Mỹ khi đã giành về phần thắng bên ngoài không thể không hiểu ra từ đó là cả hiện tại lẫn trong tương lai đều không có bất cứ cơ hội nào cho đàm phán về giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc chiến ở ukraine thiên hạ còn có thể thấy được qua đó hai người này cá cược số phận và tương lai chính trị của họ vào kết cục của cuộc chiến ở ukraine nếu ukraine thua nga trong cuộc chiến hiện tại thì ông biden chắc chắn sẽ không có cơ may được cầm quyền thêm nhiệm kỳ nữa ở mỹ nếu nga không thắng được ukraine thì ông putin chắc chắn không còn có thể cầu mong lại đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử tổng thống tới ở nước Nga. Bầu cử tổng thống ở Mỹ và Nga đều sẽ diễn ra trong năm 2024, vì thế năm 2023 này sẽ là năm quyết định đối với kết cục cuối cùng của cuộc chiến ở Ukraine. Diễn biến thứ tư là việc Trung Quốc đưa ra văn bản với tên gọi giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Sáng kiến ngoại giao này của Trung Quốc bao hàm 12 điểm nội dung. Trong thực chất, nó không phải là đề nghị hòa bình theo nghĩa kinh điển truyền thống của khái niệm, mà chỉ là tập hợp những quan điểm cụ thể mà phía Trung Quốc coi là những nguyên tắc chỉ đạo giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Mỹ và EU không chấp nhận sáng kiến ngoại giao này của Trung Quốc trong khi nó được Nga hoàn nghênh. Mỹ và EU không chấp nhận vì cho rằng nó chỉ có lợi cho Nga. Những đồng minh quan trọng nhất của Ukraine đã ngại ngần như thế, thì làm sao Ukraine có thể chấp nhận đề nghị đàm phán hòa bình của Trung Quốc? Hoạt động ngoại giao trung gian hòa giải này của Trung Quốc tuy chưa phát huy tác dụng ở Ukraine, nhưng báo hiệu Trung Quốc đã bắt đầu gây dựng và thể hiện vai trò trong việc xử lý mọi khía cạnh liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, Mỹ, EU, NATO, Ukraine và đồng minh có lý do xác đáng để lo ngại sâu sắc về kịch bản Trung Quốc-Nga hẳn về phía nga trong cuộc chiến. Nói theo cách khác, mức độ và hình thức can dự của Trung Quốc vào cuộc chiến có thể tác động rất mạnh mẽ và quyết định tới nhiều hướng tiếp diễn của chiến sự và kết cục cuối cùng của cuộc chiến. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và nga hiện đang rất tốt đẹp và tin cậy, trong khi Mỹ và các đồng minh trong phe phương tây gia tăng mạnh mẽ đối phó với Trung Quốc và cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc trên mọi phương diện. Vì thế Trung Quốc sẽ hành động nếu không có lợi cho Nga thì cũng sẽ không có bất lợi cho Nga. Hiện tại đều không thấy cả thiên thời địa lợi lẫn nhân hòa cho việc chấm dứt và giải quyết mọi hệ lụy của cuộc chiến ở Ukraine thông qua đàm phán hòa bình. Nga sẽ không từ bỏ những vùng lãnh thổ đã sáp nhập trong khi Ukraine không thể từ bỏ chúng. Còn Mỹ, EU, NATO và các đồng minh không dám để cho Nga sau khi có được Crimea hồi năm 2014, giờ lại thay đổi đường biên giới quốc gia ở châu Âu. Chừng nào các bên liên quan còn quyết tâm tìm kiếm giải pháp quân sự thì chừng ấy chiến sự còn quyết liệt ở Ukraine.